Con này hết hồn cả nhà. Con này bự dữ lắm. Mình tưởng nó đi về chuyển chỗ khác mà giờ vẫn còn ở đây cả nhà. Cái đầu nhà bá lửa. Hai, mình xin chào tất cả các bạn. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và ủng hộ mình. Thì video ngày hôm nay cả nhà, thì cũng như mọi ngày em lên đường thăm cái dàn bẫy cá cải tiến của em cả nhà. Thì hai cái clip trước em đi thăm bẫy thất bại cả ba nhà ơi. Cá nó dính yếu xìu rồi, nói chung em làm ở đây thì có nhiều em chia sẻ nhiều cả nhà. Thí dụ như bữa nào có nhiều thì em chia sẻ nhiều, khi nào ít thì em chia sẻ ít nha, cả nhà cũng thông cảm cho em nhé. Thì nãy giờ em cũng lội tới điểm, em xin mời cả nhà đồng hành cùng em đi thăm dàn bẫy cá cải tiến của em nhé. Cái đợt này mới có chạy cá không nè. Một cái lợn đợt này thấy nó nghiêng nghiêng đó nha. Cái này có hàng cả nhà. Thấy có lóc cả nha. Đang bơi bơi trống rồi cả nha. Đây có con cá lóc nó bị bơi trong bơi nhỏ này. Khui hàng cả nhà. Còn cũng trong cả nhà. Đây cả nhà. Em đầu tiên. Con này cũng trong. Đây cả nhà, khai trương rồi, em thắc mắc đặt lại cái cả nhà. Vô thăm cái bẫy đầu tiên là thấy dính được con cũng ham ham cả nhà. Cả nhà thấy quắc không cả nhà? Quắc này hôm bữa nè cả nhà, thấy mình đứng đây mình đứng sát mé này cả nhà thấy không? Dạng ghê. Đây cả nhà. À, thấy rõ không? Chạy đấy thấy không? Rồi, cái tiếp theo luôn các bạn. Cái này đợt này mới có hàng luôn đó. Hai con cả nhà. Bởi không có cá đó nha. Đứa con cá lóc con cá chê. Từ trước thăm không dính. Rồi đem tắt máy em đặt lại cả nhà. Cả nhà thấy anh quất lội dưới nước cả nhà. Chỗ tay mình đó cả nhà. Con này bữa giờ thấy nó tìm vòng đấy không? Dạng ghê hồn. Mình lội sát bên nó luôn cả nhà. Thấy không cả nhà? Không bờ. Con này nó dạng dữ lắm. Từ trước em có quay cho cả nhà coi cả nhà. Quay cho cả nhà coi gắn lục đó cả nhà. Mà đợt này em đi lại nó vẫn còn nằm chỗ cũ cả nhà.
cái đầu nằm phía bên kia cả nhà thấy không, con này hết hồn cả nhà, con này bự dữ lắm. Mình tưởng nó đi về chuyển chỗ khác mà giờ vẫn còn ở đây cả nhà, cái đầu nhà bá lửa cả nhà thấy không. Rồi để tắt máy cả nhà, ớn quá cả nhà. Dùng có là bữa không chạy quan trọng nữa nha. Có hàng được mà cá này tung 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 mới đã. Thấy nhít đừng con rồi nhỏ không có hổm. Bắt được cả nhà, có hơn không? Này nổi luôn, rồi đến tắt máy đi cả nhà. Rồi cái tiếp theo luôn đấy, mình đây. Cái cửa trước, cửa trước cũng chạy được con cá lóc luôn cả nha. Cái này có cá không nha, thấy không có hiện tượng nữa nè, à, nước nó cạn. À, nước nó rút. Ồ, cũng được con cả nha, tưởng không có này cũng được con cả nha. Này nước nó giật. Đây cái này. Còn hai cái nữa hết rồi cả nhà. Rồi đang tắt máy đặt lại cái nha. Phía trước này có hai cái. Cái em đặt ở trong, cái đặt ở ngoài cả nha. Thành cái ở trong trước đây. Được con cá lóc một xíu cả nha. Nhỏ quá. Cái này mình thả lại cả nha. Đây là toàn cá lóc mini không. Nè cả nhà. Được một xíu. Thả cho nó sống đi, mốt mình có cá bắt nữa cả nha. Rồi đem đặt lại cả nha. Rồi cái bẫy cá tiếp theo luôn cả nhà mình ơi. Này dính tới nản cả nha. Ủa cả nhà ơi, chết nữa rồi, gắn gì nó ngọt rồi. Trời ơi, đưa vô cá nữa cả nhà, ngọt hoài luôn, con này xanh luôn rồi. Rồi đang tắt máy xử lý nữa cả nhà. Cái này bữa giờ nó không chạy cả nha. Cái này có cá đó cả nha. Cái này nhích nhích cái lời này cả nha.
bự nhỏ đỏ thấy không, cái nhà thấy không, cái nhà nguyên vinh cái lợ có hàng nha cả nhà. Bự nhỏ đây, có luôn cá rô khủng, tưởng cá lóc cả nhà. Cá rô mề, mấy hôm nay săn bắt nó cũng yếu cả nhà. Con gì bắt nấy cả nhà. Rồi em tắt máy em đặt lại cả nhà. Trong này có cái lờ. Đợt này em có chạy hàng luôn đây. Ừ, được con cá rô nữa cả nhà. Không mệt. Có nhiều bắt nhiều cả nhà. Rồi em tắt máy em đặt lại cái. Rồi các bạn tiếp theo luôn. Này mũi quá mũi cả nhà. Cái này em bữa em mới dời. Chưa thấy hiện tượng. Có. Mấy con đây. Thôi ơi đừng con. Con cá này cũng bắt được nha cả nhà. Cái nào mà nhỏ quá em mới thả. Rồi đang tắt máy em xử lý nha cả nhà. Rồi cái tiếp theo luôn. Này có hàng không đây. Này, nước nó cũng chặn. Này mình thấy có đầu nữa cả nhà. Cái này có hàng nè. Em cái lóc mini. Này cả nhà. Có đỡ hơn không cả nhà. Chung mấy hôm nay săn bắt nó cũng khó khăn cả nhà, dính yếu quá. Rồi đang tắt máy đặt lại cả nhà. Rồi cái bẫy tiếp theo luôn. Có cá nha nha. Hai con. Ba con. Cái này chạy đi bay em đó nha. Đúng được ý. Đây nha.
dính cái này cũng đỡ khổ cả nhà. Này thấy nó hư quá. Rồi đến tắt máy em đặt cái lò lấy cả nhà. Rồi cái tiếp theo luôn. Cái này chửi không chạy cả nhà. Con này. Trời ơi lươn cả nhà ơi. Mình thấy con lươn chà bá luôn. Vô cả nhà. Mẹ đã chứ cả nhà. Vô được nguyên khủng luôn. Nè, lươn. Ngọn lươn. Cái này em phải tắt máy em đổ nhà. Ồ, này vô. Được, cũng no cũng im cả nha. Chắc cũng nửa ký. Máy em đổ nó vô cả nha. Rồi nãy giờ em cũng đã về tới nhà nha cả nhà. Để em tổng kết thành quả ngày hôm nay cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Thành quả ngày hôm nay được như đây nha cả nhà. Nhờ dính được con lươn cũng khủng nha cả nhà. Con chà bá nữa. Con này chắc mình đón trên nửa ký cả nhà. Vì nói chung hai clip em mới quay được một cái, mới làm được cái video cả nhà. Lúc trước là dính ít quá em không cũng để lại em giờ em chèn vô thêm cho nó nhiều nữa cả nhà. Hiện tại em mới thăm cử này dính được có nhiêu đây thôi, được con lươn cũng trọng lươn chà bá rồi. Xuống hồi nãy lúc mà còn nằm trong cái lờ á em đâu có dám bắt, nó chân chùi. Rồi clip em tới đây cũng xin kết thúc cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip tiếp theo nhé.